Gia đình chị Mấy ở tỉnh Lào Cai sống nhờ vào việc trồng quế. Cũng ở tỉnh này, nhà chị Lan có nguồn thu nhập chủ yếu từ chăn nuôi lợn. Cách đó mấy trăm cây số ở tỉnh Bắc Cạn, gia đình chị Thon người Tày sống nhờ vào mấy hecta đất trồng chuối. Các chị không hề biết nhau nhưng họ đều giống nhau ở chỗ, dù lao động vất vả, chăm chỉ nhưng thu nhập vừa thấp vừa không ổn định. Sau khoảng 7 đến 10 năm trồng quế, chị Mấy thu được 15 đến 17 nghìn đồng từ mỗi cân vỏ quế tươi. Mỗi vụ thu hoạch chuối, chị Thon cùng chồng bán thẳng cho thương lái, định giá cao hay thấp hoàn toàn phụ thuộc vào họ. Hơn 20 năm nuôi lợn, chị Lan chứng kiến nhiều lần thịt lợn xuất chuồng rớt giá thê thảm, có lúc giảm xuống 3 lần so với vụ liền trước. Không những vậy, chị Thon và chị Lan còn sống nhau ở điểm là các chị đều gánh vác phần lớn việc nhà cũng như việc chăn nuôi trồng trọt. Vì thế các chị chẳng mấy khi có thời gian tham gia hoạt động cộng đồng. Công việc ở thôn xóm thì chồng các chị đại diện tham gia. Ở nhà, hầu hết việc lớn đều do chồng quyết định. Năm 2016, chính phủ Australia hỗ trợ liên minh 3 tổ chức phi chính phủ quốc tế, CARE, Oxfam và SNV triển khai dự án nâng cao vị thế kinh tế của phụ nữ thông qua thúc đẩy chuỗi giá trị nông nghiệp để hỗ trợ những gia đình như nhà chị Mấy, chị Lan, chị Thon. Dự án mời vợ chồng các chị cùng nhau phân tích, phân công lao động và quyền quyết định trong gia đình. Từ đó vợ chồng tự thấy những điểm chưa hợp lý và cùng bàn bạc kế hoạch cải thiện. Qua đó, chồng chia sẻ việc nhà để vợ có thời gian tham gia các hoạt động bên ngoài, học hỏi thêm nhiều kiến thức và kỹ năng sản xuất mới do dự án hỗ trợ. Tại tổ nhóm sản xuất, gia đình các chị tham gia mua chung vật tư sản xuất với giá rẻ hơn, chất lượng đảm bảo, bán chung để đàm phán giá tốt hơn và đầu ra ổn định hơn. Dự án đào tạo nâng cao kỹ năng giúp các chị tự tin thương lượng mua bán vật tư đầu vào và sản phẩm đầu ra với đại lý, cơ sở thu mua và chế biến. Chị Mấy đã học được kỹ thuật sơ chế quế, cải thiện chất lượng nên giá bán thành phẩm tăng lên. Chị có ý tưởng mời các thành viên khác làm chung, vay vốn ngân hàng để mở rộng sản xuất. Chị Thon cùng các chị em trong xóm cùng mua chung vật tư và bán chung chuối theo nhóm. Các chị còn tham gia vào hợp tác xã để sản xuất và chế biến chuối sấy, bim bim và giống chuối để tăng lợi nhuận và tiếp cận các thị trường khác ngoài tỉnh. Chị Lan đã có thời gian tìm hiểu thị trường và chuyển hướng từ bán lợn trực tiếp cho thương lái sang chế biến xúc xích. Dự án hỗ trợ chị Lan đi học kỹ thuật, chị tự tin vay vốn đầu tư cho kế hoạch sản xuất và kinh doanh của mình. Việc kinh doanh xúc xích rất tốt, chị Lan đã mở rộng liên kết với nhiều đầu mối tiêu thụ sản phẩm và phát triển thêm nhiều mặt hàng. Sự hiện diện và vai trò quyết định của phụ nữ được nâng cao ở gia đình, trong các tổ sản xuất, hợp tác xã và cộng đồng. Dự án nâng cao vị thế kinh tế của phụ nữ thông qua thúc đẩy chuỗi giá trị nông nghiệp sẽ mang lại rất nhiều tác động tích cực cho hơn 1.800 phụ nữ và nam giới tại hai tỉnh Lào Cai và Bắc Cạn. 70% nam giới chia sẻ việc nhà với phụ nữ để họ có thời gian nghỉ ngơi và tham gia các hoạt động ở cộng đồng. Phụ nữ và nam giới cùng tham gia quyết định quan trọng trong gia đình cũng như các chính sách của nhà nước và địa phương. Thu nhập hộ gia đình tăng lên, kết nối người nông dân với thị trường. Các chính sách khuyến nông được xem xét sửa đổi theo hướng thúc đẩy bình đẳng giới. Người phụ nữ tự tin và tự chủ trong mọi khía cạnh của cuộc sống.